Này, tao bảo, tao đi chơi đấy, đi mấy hôm rồi về. Ở nhà thì lo ăn uống cẩn thận nhá. Xong rồi đừng có mà gọi bạn bè về nhà đàn đúng tụ tập xong bầy bứa hết cả ra đấy. Biết rồi, nói nhiều, đi thì đi đi. Biết rồi, lại như hôm trước. Đi chơi nửa đêm mới thèm về, xong rồi đập cửa rình rình gọi: "Chị Linh ơi, ra mở cửa cho em." Mẹ gọi tao là chị Linh từ bao giờ ấy. Xong không thấy người ta mở cửa thì thôi, bỏ đi đến sáng luôn, không thèm về. Tao của nhà chắc mày khỏi tuần ở cái nhà này luôn ấy. Bà mơ ngủ à? Mày tôi gọi cửa lúc nào? Tôi đã bảo tôi đi chơi đến sáng mới về cơ mà. Bà đi, muộn rồi. Đi con mẹ. Chị Linh à?